phương pháp đuổi tịch. Trưởng lão Thích Thông Lạc giảng dạy phương pháp đuổi tịch bằng lực tác ý. Sau khi tập được chánh niệm tỉnh giác rồi, thì bắt đầu chúng ta tiến tới nhiếp tâm và an trú. Bởi vì thân của chúng ta biết nó là cái thân vô thường. Mà bữa nay nó mạnh thì ngày mai nó đau chứ sao? Không thể nào mà nói là tôi không đau. Bởi vì trên thân của chúng ta có bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Sanh là cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống chung đụng tiếp xúc với mọi người. Người nói dày, kẻ nói khác, làm cho tâm chúng ta không có an, khổ sở. Do nên vì vậy muốn làm chủ được cái tâm mình bất động, để cho nó đừng buồn khổ, đừng có dao động tâm, thì mình có những cái phương pháp như lý tác ý. Mỗi lần người ta nói cái gì mà trái ý mình thì nhớ trái ý, tất cả đều nhân quả, tâm bất động, đừng để tâm mình động ở trên cái lời nói của người đó, thì mình được giải thoát. Do đó thì tâm mình trở về sự bất động, thanh thản, an vô sự. Như Đức Phật đã dạy, cái pháp rất hay. Mấy con nói, thầy nói ở đây, mấy con về mấy con áp dụng thử thì mấy con sẽ biết. Đức Phật nói có như lý tác ý, thì lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Đức Phật nói còn ngắn rất ngắn. Cũng như lậu hoặc bây giờ tâm mấy con là có, không có giận hờn nào, thì mấy con biết là mình tính mình ai nói mà trái thì mình dễ giận lắm. Cho nên mình nhắc tâm sanh này từ đây về sau là không có sanh nha. Sanh là đau khổ, là ác pháp đó. Mình nhắc nó vậy thôi. Rồi mình lát một chút nữa mình ngồi lại mình nhắc, lát nữa mình ngồi mình nhắc. Nhắc như không ngờ là mai mốt người ta có nói trái ý gì sao lại mình không dạy. Đó là cái tâm sân của mình, nó nhờ tác ý đó mà nó sẽ không sân. Còn bây giờ cái tâm sân của mình nó đang người ta nói mình tức giận, tâm sân thì mình nhắc nó, sân là ác pháp nè, cái tâm này không được sân nè, sân mày là khổ, tự mình làm khổ mày nè, dừng lấy đi. Còn chỉ tác ý vậy, nó bắt đầu nó hạ xuống, nó không sân rồi. Đó là có sân thì nó bị gì hết. Các con nhớ lời Đức Phật nói không? Rõ ràng bây giờ thân của chúng ta nó có bệnh chứ gì, nó đau như cái đầu, đau cái bụng hoặc là như cái tay, thì Đức Phật cũng nói bảo mình như lý tác ý thì nó sẽ đi, nó sẽ diệt đi chứ đâu có gì đâu mà sợ. Họ là vô thường, cái nhức đầu này phải đi đi, không được ở đây nữa, cái thân này phải mạnh khỏe, không có đau nữa, bệnh nữa. Mình nói vậy thôi chứ mình có làm gì được nó đâu, nhưng mà mình khéo léo mình nương vào trong cái hơi thở, hoặc mình nương vào cánh tay đi ra đi vô. Bởi vì khi nó nhức đầu thì cái tâm của mình, cái nhiếp của mình nó tập trung ở trong cái nhức con. Nó sẽ bị cảm thấy nhức nhiều. Thay vì bây giờ mình lôi cái tâm mình ra bằng cách nương vào hơi thở. Cái cảm thọ này, cái nhức đầu này phải đi đi ra khỏi thân. Ta chỉ biết có hơi thở thôi chứ tao không biết mày nữa. Thì bắt đầu hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết. Rồi mấy con cứ tập trung hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Cứ chú ý hơi thở rồi, nhức đầu kệ nó. Đừng có chú ý nữa, mà chú ý cái hơi thở thôi. Rồi các con thấy nó chưa hết thì mấy con tắt ý nữa. Thọ là vô thường, hãy đi đi. Ở đây chỉ biết hơi thở thôi, hít vô thở ra, hít vô thở ra. Chuyện hơi sao mấy con, nó hơi cái nó an trú được trong hơi thở, nó làm như nó quên đi cái đau. Thì lúc bây giờ mấy con, một lúc mấy con chỉ biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng, an lại vô. Mấy con xả ra cái đầu cái mắt. À, như vậy là rõ ràng là đuổi nó đi đó. Coi em. Còn bây giờ mấy con thấy hơi thở là sợ nó có rối loạn hô hấp, nó làm cho mấy con tức ngực hoặc là mệt. Thì do đó mấy con đưa cánh tay ra, mấy con đưa vô, đưa ra như thế này. Để cho cái tâm của mấy con chú ý vào cái đưa ra, cánh tay đưa ra đưa vô. Để cho nó không còn, nó giảm bớt cái đau của, nó tập trung vào cái đầu đau của mấy con. Hoặc là tập trung trong cái đau của cái bụng mấy con. Thì lúc bây giờ bị cánh tay đưa ra vô vậy, nó mắt nhìn cánh tay mấy con đưa ra đưa vô vậy, nó chú ý. Thì nó làm giảm bớt cái sự tập trung trong cái đau của mấy con đi. Con hiểu không? Để chia cái phần đau nó ra cái phần khác đi, thì nó giảm đi. Thì lúc bây giờ mấy con tác ý là cái chính, mà cái đưa tay ra là phụ, phụ để an trú ở trong đó. Thì cuối cùng cái bệnh mấy con cũng đẩy lui được không? Bệnh gì thầy nói cũng đẩy lui hết, chứ không phải là nói bệnh nhức đầu sơ sơ đâu. Cả như bệnh ung thư nè cũng hết nè, bệnh gì cũng hết nữa. Tại vì con không sợ cái bệnh. Còn con để cái bệnh đó rồi con nghe bác sĩ nói đây là ung thư rồi, tới giai đoạn thứ ba thứ tư rồi đây, thì bắt đầu quả hồn nữa, sợ chết đó. Nó càng đau luôn nữa. Chẳng sợ gì, ung thư gì cũng đi đi, chứ ở đây không có ung thư gì nữa hết. Thì mấy con cứ yên tâm, cứ đưa tay ra, đưa tay vô vậy. Rồi mấy con nói, họ là vô thường, mà vô thường năm trước nữa không đau, mà tại sao giờ mày đau, khi mày phải xa không được ở đây. Mấy con nói đúng mà, đúng lý mà, năm rồi mấy con có đau đâu, nhưng mà tại sao năm nay đau, thì năm nay phải đi ra, sang năm phải hết đau. Có vậy thôi, cố gắng đưa tay ra vô tập trung này. Giờ này chưa hết, giờ sao làm nữa, bây giờ đau thì còn có nước mà đuổi bệnh thôi chứ gì. Đuổi chừng nào đi thôi. Thì mấy con chỉ cần
30 phút rồi 1 giờ, 2 giờ, cao lắm 3 tiếng đồng hồ là bệnh nó còn cũng hết. Mà cao lắm, Đức Phật nói 7 ngày. Nó còn bền chí 7 ngày đuổi bệnh như thế này, thầy nói vô bệnh ung thư, bệnh mà bán thân mấy con nằm liệt, nó mấy con cũng đứng gì đi được. Nó phục hồi lại đó. 7 ngày cái sức mà tác ý của mấy con, ý thức lực nó mạnh kinh khủng, nó làm cho cái thân của mấy con phục hồi lại hết. Thầy nói đến cái người mà bán thân mà nằm liệt, một tay một chân rồi, họ đuổi riết trong cái, họ bây giờ họ làm gì được, thậm chí như ăn cũng phải có người đút họ đó mấy con. Thế mà họ cứ bên trí họ đuổi, họ nương vào cái hơi thở, họ nằm đó họ đuổi trong hơi thở, và cuối cùng cái tay họ nó bắt đầu nó hoạt động, chân họ bắt, thì mãi ngày sau họ đứng dậy họ đi như thường, không có gì, khỏi cần uống thuốc gì. Nó còn mạnh mẽ trên cái pháp của Phật, Phật nói có như lý tất ý, lậu hoặc chưa sanh, không sanh mà đã sanh thì bị diệt. Cái ý thức lực của chúng ta, tâm chúng ta có cái lực vô cùng lận, chứ đâu phải là không có lực mấy con. Nhưng mà tại vì mình không đủ niềm tin, mình không đủ cái sự bền chí, mới làm có 5-3 phút bắt đầu nghe, thôi không hết, thôi bỏ, nằm đây ráng mà chịu. Nhưng mà các con chịu đau chứ mấy con làm gì hết, đúng không? Không, tại con đuổi đây thấy thế là. Vậy đó. Dạ. Con đó. Đau, con đau ghê luôn nè. Cái con tập ý, cái con đi học này thầy nói là mỗi người tu ra, con đuổi vậy nè. Ờ, đẩy tay ra. Cho nó bay nó đi hết đi con. Dạ. Đó là cái tính lực tôi dữ lắm con. Bởi vì thầy dạy mấy con là cái lợi ích rất lớn mấy con. Bởi vì mấy con, nếu mấy con bỏ tiền mấy con đi bác sĩ, mấy con uống thuốc rồi, thì cái bệnh này nó hết, nó sẽ sanh cái bệnh khác, thuốc mà. Còn cái này nó không có sanh nữa đâu con. Bởi vì mình chỉ lấy cái lực của mình đuổi, cho nên cơ thể của mình nó không bị ảnh hưởng của thuốc khác. Có nhiều cái hóa chất ở trong thuốc, có nhiều cái thứ thuốc nó độc để nó trị cái bệnh độc, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim gan phèo phổi của mình, phần khác ở trong cơ thể. Cho nên ráng cố gắng đi con. Tinh Phật chỉ các con từ thấp đuốc lên mà đi, chứ Đức Phật cũng không đi giùm mình được. Bởi vì nghiệp của mình tạo mà, cho nên thân mình bị đau mà. Do đó chỉ có mình nỗ lực mình đẩy lui nó thôi. Cái lực của mình ghê gớm lắm. Cái con người của mình nó có cái sức lực vô cùng. Thế mà mình không biết triển khai nó, cho nên mình thấy nó yếu, mềm như cái sậy. Với sự thật nó không phải cái sậy đâu, con. Nó vững vàng lắm. Tinh thần của nó vững thì cái thân nó rất vững, mà tinh thần nó yếu thì cái thân nó còn yếu hơn cái sậy nữa. Thì nó thật sự khi cái tinh thần mình bị giảm rồi, nó yếu lắm mấy con. Cho nên mấy con nhớ ráng, đây là mình không cần học pháp cao, chỉ cần học pháp thấp thôi, sống đạo đức, phải không? Năm giới đức thôi. Năm cái giới này mấy con sẽ lần lượt, mấy con sẽ đọc sách thầy, hoặc là có dịp mấy con về, mấy con về trong tu viện, mấy con xin học đạo đức trong 1 tháng 2 tháng sắp sửa tới đây, thầy cho mở những cái lớp đạo đức, không những dạy cho tu sĩ trong tu viện mình mà dạy cho bà con ở xóm mình nữa, để cho mọi người người ta sống đạo đức. Trong xóm mình toàn bộ có đạo đức thì những tệ nạn trong xã hội nó cũng giảm bớt ở trong xóm của chúng ta. Và đồng thời thì chúng ta thấy rất lợi ích cho mình, cho người nữa mấy con. Cho nên mấy con trước tiên mấy con đến đạo Phật để mấy con đi sâu hơn vào thiền định, thì cái giới luật đức hạnh là rất thật. Như nãy giờ thầy nói có 5 giới, chứ còn giới luật của đạo Phật nhiều lắm mấy con. 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới, còn một số giới kinh nữa, đâu phải có nhiều đó đâu. Giới tức là đức hạnh, mà đức hạnh thì nó là tri kiến, cái sự hiểu biết để chúng ta được giải thoát. Rồi kèm bên đó chúng ta có cái pháp, như hồi nãy thầy nói đức cẩn thận cái gì, cái đức hạnh cẩn thận, thì nó là pháp chánh niệm tỉnh giác của đạo Phật dạy chúng ta, để chúng ta mới có sự cẩn thận. Có sự cẩn thận chúng ta mới giữ gìn các cái đức hạnh khác. Thiếu đức cẩn thận thì chúng ta sẽ không giữ gìn được cả đức hạnh khác. Thì mấy con thấy trong đạo Phật sao mà có cái giáo pháp nó quá thực tế như vậy. Nó đem lại cái đời sống của chúng ta do cái bàn tay, do cái sự tự lực của chúng ta để cứu chúng ta. Hoàn toàn không có dựa ở vào một cái người nào cả hết. Cũng như bây giờ các con cứu các con trên cái bệnh đau của con, các con có dựa vào cha mẹ mình không? Không. Các con làm cho ông bà cha mẹ mình thấy mình tự lực mình cứu lấy mình, ông bà cha mẹ cũng yên tâm. Còn giờ mình nằm đó mình rên la trên cái bệnh, làm cho cha mẹ mình thương con cũng phải rối chứ mấy con. Không biết nó đau như thế nào mà nó rên la quá. Còn bây giờ con yên ổn, con chẳng rên la gì hết. Đau thì như thể sắp chết vậy, nhưng mà vẫn thấy con đưa tay ra, đưa tay vô như thế này. Thì ông bà vẫn vững vàng, nó còn làm được thế này là chắc chắn là chưa sợ, chưa chết. Con hiểu chưa? Cái tinh thần. Và đồng thời thầy còn nhắc như thế này mấy con, một cái điều này rất là ít. Cái sức người mà đẩy cái bệnh mình chưa được thì nhờ những người khác đẩy vô giúp giùm mình đã. Bây giờ mẹ mình hay ba mình bệnh
thì cái tự lực là phải ổng rồi, thấy không, mẹ mình rồi, chứ không phải là riêng một mình được. Nhưng bây giờ mẹ mình đau, mình hướng dẫn mẹ nên đưa cánh tay như thế này để đuổi cái bệnh của mẹ. Bây giờ các con 5 đứa hay là 10 đứa con xúm xích xung quanh bà mẹ ở nằm ở trên cái giường bà đang đuổi bệnh, thì mình cũng dùng cánh tay để đuổi bệnh cho mẹ của mình. Tôi cũng hướng tâm tôi nhắc bệnh của mẹ tôi bây giờ đau cái bệnh gì đó phải đi ra cho khỏi, theo cánh tay tôi đẩy ra nè, phải đi ra. Thì do đó mấy con cũng đưa tay ra, mấy con hướng ra. Mấy con sẽ thấy thay vì có một mình mẹ con đẩy, nó có thể nói là kéo dài 7 ngày đi, nhưng mấy con xúm nhau lại thì trong 7 tiếng đồng hồ là có thể đẩy lưu bệnh. Tức là các con, các đứa con đó ở trong một cái gia đình, các con đó, hay những người thân ở trong gia đình đó là có cái chùm nhân quả, mà cái chùm nhân quả nó có cái sự liên kết nhau mấy con. Cho nên mấy con trong cái ngày đó là mấy con giữ gìn năm giới, đừng có vi phạm, đừng có ăn thịt chúng sanh, mấy con ăn chay trường hết. Nếu trong gia đình mà có cái người nào bệnh rồi, mấy con giữ gìn ăn chay trường hết, đúng không? Rồi tập trung đẩy lưu bệnh phụ với cái người thân của mình để cứu mẹ mình, cứu cha mình thoát mình bệnh khổ lắm mấy con. À, như vậy là mấy con sẽ tỏ được cái lòng hiếu hạnh qua cái sự dùng cái nội lực của mình để trợ lực cho mẹ mình hoặc cha mình để đẩy lui bệnh. Thiệt ra cái tình đó không còn gì nữa bạn. Cũng như mấy con chạy đi rước bác sĩ này kia cũng có cái tình, nhưng mà nó không bằng là tự lực của mình để cứu cha mình, để mình rước ông bác sĩ đến, ông coi mạch rồi ông cho thuốc, rồi mình đem sắc thuốc cho cha mẹ mình, cũng là hiểu. Nhưng mà các con đưa cánh tay ra như thế này để đuổi đẩy lui cái bệnh của cha mẹ mình, thiết ra cái lòng hiếu vô cùng đó. Chính là cái hành động cụ thể rõ ràng nói lên cái sức thương cha thương mẹ của mình ở trong mình. Cho nên mới kết hợp nhau lại thành một cái lực của gia đình đẩy một cái nghiệp, và đồng thời mấy con nhớ phải giữ gìn năm giới trọn rồi. Mấy con phạm giới mấy con đẩy không đi, tại vì giới là nó thiện pháp, nó chuyển ác pháp, mà mấy con phải thanh tịnh được thân tâm mấy con rồi thì lúc bây giờ mấy con dùng cánh tay nó mới có đủ cái lực thanh tịnh. Chứ mấy con ở đây mấy con ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh nè, mấy con vô làm cái này, trời đất ơi, cái nghiệp của mấy con còn nặng hơn nữa. Các con ý chưa? Nhớ lời dạy thầy kỹ, để khi trong gia đình mình có người đau, dù con trai con gái, mấy con tập trung lại hết để đẩy lui phụ với cha mẹ của mình, đem cái sự bình an lại cho cha mẹ mình. Tất cả các con đều làm như vậy, đó là cái lòng hiếu thương cha mẹ mình mà bằng phương pháp của Phật. Người nào cũng thầm thầm các ý để đuổi đẩy lui cái bệnh của mẹ mình, của cha mẹ mình, đó là mình nói cái bệnh của người khác, dẫn mình kết hợp nhân quả, có dùng nhân quả của mình để tạo thành một cái lực thanh tịnh để đẩy lui được cái bệnh. Mấy con nhớ điều này thì cứu cha mẹ mình một cái thật tình nữa mấy con. Cho nên Phật pháp thực tế quá, dạy chúng ta có những cái hành động hiếu hạnh vô cùng, hiếu hạnh vô cùng. Và bây giờ cha mẹ thương con, thấy con mình cái bệnh đau đó nằm rên la, thì hướng dẫn cho nó cách thức đẩy lui bệnh, và đồng thời cha mẹ hai người ngồi hai bên con của mình, thay vì mình yên tĩnh để cho mình đưa tay ra vô để đẩy lui cái bệnh con mình, cái sự chuyển động đó nó sẽ giúp cho đứa con mình cái bệnh mau. Và đồng thời như vậy nói lên cái tình của người cha, của người mẹ thương con một cách thấm thía lắm. Qua cái hành động đó chúng ta không bao giờ quên được, không bao giờ quên được. Cha mẹ biết rồi thương con, nhưng mà thương thì lo lắng buồn rầu trong lòng của mình, nhưng mà không bằng khi mà con mình nằm đó, nó đẩy lui bệnh, nó đang đẩy bệnh nó, mà mình lại hỗ trợ đẩy bệnh phụ nó nữa, thì còn gì thấm thía hơn. Tức là tình thương của gia đình tuyệt vời. Hãy cố gắng nghe lời thầy, mấy con sẽ thấy cái hành động đạo hiếu của chúng ta trọn vẹn. Mà từ xưa đến giờ chúng ta chưa nghe Nho giáo dạy điều này, mà chúng chưa nghe đạo Phật Đại Thừa dạy điều này. Chỉ có đạo Phật Nguyên Thủy mà hôm nay thầy triển khai cho mấy con thấy cái lòng hiếu của chúng ta trong cái chùm nhân quả gia đình, chúng ta thực hiện đầy đủ cái tình thương yêu của gia đình chúng ta đem hạnh phúc bình. Hãy cố gắng thầy đem những đạo đức của đạo Phật dạy cho mấy con, mà mấy con làm được tức là mấy con biết ơn thầy. Mấy con làm được là mấy gia đình mấy con được hạnh phúc, được yên vui. Nhưng mà thầy lại thấy đó, mấy con không phụ lòng thầy, và không phụ lòng thầy tức là thầy đã đền đáp ơn Phật đã để lại cái giáo pháp này 2552 năm rồi. Nhưng vì ngoại đạo nó đã dìm mất cái nền đạo đức của Phật giáo. Năm giới thầy đâu có đặt ra mấy con, của Phật chứ thầy có đặt ra được đâu. Thầy dựng lại, thầy triển khai ra, nó làm đi vào cái con đường thực tế, nó biến thành những cái hành động đạo đức, cái đức hiếu thảo,
cái tình thương con của mình qua những cái hành động mà Đức Phật đã dạy mà không ai triển khai, cho nên người ta không biết. Cho đến đời thầy, thầy đã triển khai, bây giờ mấy con thấy đọc tuyệt vời. Cái hành động sống quá tuyệt, mấy con hãy cố gắng sống theo đạo đức của đạo Phật, hạnh phúc vô cùng. Một cái người xa lạ mà người ta đau, mình thấy tội quá, mình đứng trước cái sự lăn lộn họ, mình đem cái pháp Phật mình an ủi họ, và đồng thời mình hỗ trợ cho họ, cũng là cái đức hiếu sinh của mình. Mặc dù họ là người xa lạ, nhưng mình ước nguyện làm sao cho những người, mọi người xung quanh mình, dù không phải là chùm nhân quả của mình, cũng đừng đau khổ. Tôi nguyện đem cái sức của tôi còn lại để ước nguyện cho mọi người được bình an. Hôm nay bác hả chú, trong cái cơn đau này, tôi nguyện ngồi đây để mà tôi đẩy lui khổ với bác trong cái bệnh này. Thật sự ra một cái người mà người ta không có bà con gì mình hết, mà mình đã ngồi im lặng cùng chia sẻ những nỗi đau của họ và đồng thời hành động đẩy lui bệnh phụ họ, thì thiệt ha, tình cảm nào mà sâu sắc hơn ấy con, tình thương nào mà sâu sắc hơn bằng cách mình đối xử với bà con không ruột thịt mình mà như vậy, thì mấy con thấy nó thấm thía vô cùng, thấy không mấy con? Sống trong một cái xã hội mà người nào cũng biết đem tình thương nhau bằng những hành động như vậy, thầy thấy tuyệt lắm. Đó là đức hiếu sinh của đạo Phật qua hành động thân hành của chúng ta. Các con cố gắng nghe, gặp ai đau khổ chúng ta chia sẻ họ bằng cái phương pháp không bệnh với họ, mặc dù nó chỉ trợ giúp cho cái người đó chỉ bằng 1/10 thôi, nghĩa là 10 phần đau mình giúp họ bằng 1/10, còn trái lại cha mẹ của mình giúp cho cha mẹ mình được 5/10 nữa. Cái lực của mình, bởi vì nó là nhân quả, cho nên khi mình hợp lực thì nó đẩy mau hơn. Nhưng mà với người xa lạ, với tình thương của mình chỉ giúp họ được có 1/10, nhưng nói lên cái tình thương của mình đối với họ sâu sắc lắm. Bởi vì đạo Phật nó nói trên hành động đạo đức, chứ không phải nói lời nói suông mấy con. Cái lời nói ngọt ngào ái ngữ là một cái lời nói đạo đức, một lời nói thô lỗ nạt nộ chửi mắng người là lời nói không đạo đức, lời nói làm đau khổ. Chúng ta là một người theo Phật, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh thức sáng suốt, cẩn thận. Khi không nói thôi mà muốn nói một lời gì thì chúng ta tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng lời nói này có làm khổ ai không. Nếu mà nói ra lời nói người ta buồn, nhất định là không nói, à chết chứ không nói. Lời nói cho người ta vui, an ủi được người ta thì mình nói, còn không thôi đừng nói, làm thịt tốt hơn là làm thịt. Bởi vì cái lời nói của mình nó thành cái quả, nó làm cho người ta đau khổ hoặc làm cho mình đau khổ. Cho nên tốt hơn mình thà mình hy sinh, mình chịu đau khổ hơn là mình nói. Đó là đạo đức của đạo Phật là như vậy. Hôm nay thầy dạy với con 5 cái đạo đức. Trích đoạn thầy tiếp Phật tử Hà Nội ngày 14/2/2009. Nội dung: thầy dạy phương pháp trị bệnh bằng đề mục 5 của định niệm hơi thở. Về chứng bệnh mà con muốn trị bệnh, đừng sợ hãi, bởi vì tất cả các pháp đều vô thường, bệnh cũng là một pháp vô thường, cho nên đừng sợ bất cứ một pháp gì. Ở đây con bị bệnh bị một u lành trong não bộ, và con đã mổ 2 lần để lấy ra, nhưng chỉ lấy được một phần. Cái u đã chèn ép làm con bị hỏng một bên mắt trái và ảnh hưởng bên mắt phải. Kính xin thầy giải đáp cho con, duyên nghiệp gì mà con lại bệnh trên à? Xin thầy chỉ dạy cho con cách dùng pháp nào để đối trị bệnh này. Cái về nhân quả, trong thân chúng ta mà có mang cái bệnh gì, tất cả những bệnh gì thì đó là cũng là do nhân quả. Đời trước chúng ta đã làm một cái điều gì nó ảnh hưởng đến nhân nào thì quả nấy. Khi mà chúng ta làm một điều gì, bất cứ một cái người nào hoặc là một cái loài vật nào mà chúng ta vô tình hoặc là hữu ý chúng ta làm ảnh hưởng đến não bộ, làm cho chúng nhức đầu, làm cho chúng đau, hoặc là bị ảnh hưởng làm cho mắt mờ, hoặc là những cái điều mà vô tình cũng như cố ý chúng ta làm đối với con vật cũng như đối với người khác, thì hiện giờ chúng ta phải trả những cái bệnh như cái bệnh khối u của con, nó đã làm cho mắt trái con bị mờ rồi, mắt phải. Như vậy con hãy
sống đúng năm giới luật của Phật, tức là năm giới căn bản. Rồi hàng ngày con tập luyện với một cái đề mục của định niệm hơi thở: an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi ra. Vì thân mình có bệnh thì mình biết là do duyên nghiệp đời trước, mình chẳng biết đời trước mình làm cái tội ác gì với con vật hoặc là với ai mà bây giờ mình phải trả những cái bệnh đó. Thì nếu mà ở trên đầu, mắt, tai, mũi, miệng thì mình cũng gây ảnh hưởng trong cái nhân quả đời trước, mình cũng tạo cho cái người nào đó hoặc là một con vật nào đó ảnh hưởng đến đầu óc của người đó hoặc là của con vật. Cho nên bây giờ mình phải bị đau ở trên đầu của mình như vậy. Suy luận quả nào quả nấy. Cho nên hiện kiếp này chúng ta chẳng sợ. Bởi vì nhiều khi mình không hiểu thì mình phải tạo ra những cái nhân không lành. Mà cái nhân không lành thì hiện giờ mình phải trả cái quả không tốt chứ sao. Cho nên vui vẻ chấp nhận, không vì vậy mà chúng ta sợ hãi. Và từ đây về sau chúng ta biết pháp thật, chúng ta từng sống trong thiện pháp mà đừng sống trong ác pháp, đừng làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh, thì chúng ta sẽ hưởng được phước báo trong tương lai. Trong tương lai tức là bắt đầu từ đây mà biết được Phật pháp thì về sau chúng ta sẽ được bình an mạnh giỏi. Trong khi đó chúng ta sống đúng năm giới, đó là chuyển lấy thiện chuyển ác. Và chúng ta biết pháp tu tập, cho nên chúng ta chuyển nó bằng hiện tượng, chúng ta phải trả cái quả thì chúng ta chuyển nó sẽ hết bệnh. Do đó thì hiện giờ con nên ôm ngay cái pháp thân mình có bệnh là mình phải biết ôm cái pháp để đối trị bệnh, tức là đặc tướng của mình, cái nghiệp của mình nó hiện ra cái đặc tướng là mình đang bệnh, thì do đó mình phải ôm pháp mình đẩy lui bệnh. Thì hàng ngày cứ nỗ lực tu tập, chừng nào bệnh hết mới thôi, mà bệnh còn thì cứ ôm chặt pháp mà đi tới, vì chỉ có pháp mới đối trị được bệnh chúng ta diệt tập hoàn toàn. Còn chúng ta đi trị bệnh bằng thuốc thang thì khi mà bệnh này hết thì bệnh khác nó tới, chứ không bao giờ nó hết vĩnh viễn. Còn một cái người mà tu tập đúng pháp thì thân chúng ta sẽ không còn bệnh, và có bệnh thì chúng ta cũng dễ dàng đổi. Và bây giờ là lúc mà rất khó, là đầu tiên vì chúng ta nhiếp tâm và an trú chưa trọn vẹn, cho nên sự đuổi bệnh cũng rất khó. Nhưng chúng ta bền chí, chúng ta sẽ tập và chúng ta sẽ nhiếp tâm và an trú. Vậy thì nhiếp tâm như thế nào? An tịnh thân hành, tôi biết vô. Đó là cái câu tác ý để đuổi bệnh, bảo cái thân chúng ta phải thanh tịnh, phải an ổn, không có bệnh tật nữa. Do đó, đó là cái câu tác ý để đuổi bệnh. Kế đó thì chúng ta nhiếp tâm, an tịnh thân hành, tôi hít vô. Hít vô tức là mình nhiếp vô hơi thở. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, đó là hít vô thở ra. Rồi bây giờ cách thức nhiếp tâm thì bây giờ chúng ta hít vô thở ra 5 hơi thở, đó là nhiếp tâm trong hơi thở. Nhưng cái câu tác ý là cái câu để đuổi bệnh, còn cái hít thở là nhiếp tâm. Mà bây giờ chúng ta ngồi lại, chúng ta nhiếp tâm một loạt mà từ 30 phút thì không bao giờ đạt được cái chất lượng nhiếp tâm. Cho nên vì vậy thân chúng ta chưa đuổi được bệnh, vì nó chưa an trú thật sự. Nhưng chúng ta mới tác ý an trú mà thôi. Do đó chúng ta bền chí tập luyện suốt thời gian nhiếp tâm trong hơi thở và dùng câu tác ý cứ như vậy cho đến khi mà câu tác ý nó trở thành một cái lực, trở thành cái lực tâm chúng ta sẽ không còn niệm. Mà không còn niệm tức là an trú, mà nó an trú thì tức là bệnh hết, không còn bệnh. Bởi vì an tịnh thân hành, cái thân nó đã an ổn được thì nó không còn bệnh. Vì chúng ta chưa an trú được cho nên nó còn bệnh. Vì chúng ta chưa nhiếp tâm được mà nó an trú thì tức là bệnh hết, không còn bệnh. Bởi vì an tịnh thân hành, cái thân nó đã an ổn được thì nó không còn bệnh. Vì chúng ta chưa an trú được cho nên nó còn bệnh. Vì chúng ta chưa nhiếp tâm được cho nên chúng ta chưa được an trú. Sao hiểu? Bây giờ nhiếp có 5 hơi thở mà nhiều khi hít vô thở ra còn một niệm vọng tưởng khởi ra thì làm sao mà chúng ta an trú được? Đó, mấy con nhớ kỹ. Nhưng chúng ta tập lần 5 hơi thở rồi lên 10 hơi thở, 20 hơi thở cho đến 30 phút chúng ta chỉ tác ý một câu: an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra suốt 5 hơi thở mà không có một niệm nào hết. Suốt thời gian tu 30 phút không có niệm thì mấy con tăng lên 10 hơi thở, rồi tăng lên 20 hơi thở, rồi bắt đầu tăng lên
30 hơi thở, 100 hơi thở. Cuối cùng chúng ta không cần đếm hơi thở nữa mà chỉ biết hơi thở ra, hơi thở vô suốt 30 phút. Mà khi 30 phút mà chỉ cần biết hơi thở ra vô đó là an tịnh thân hành. Tức là nhiếp tâm được rồi. Mà hãy nhiếp tâm được thì nó an tịnh được. Mà an tịnh được thì thân hết đau. Còn nhớ là thân hết đau, đừng sợ bệnh. Mà chúng ta hãy tập. Bởi vì có bệnh mà mình tập tức là mình cứu cho mình thoát khổ. Mình cứu cho mình thoát khổ. Mà muốn thoát khổ thì mình phải chuyên năng tập. Mình tập chỉ thời gian. Trong một tháng con sẽ nhiếp tâm được. Mà nhiếp tâm được thì nó sẽ an trú được. Mà nó an trú được thì bệnh con sẽ hết. Không có bệnh gì mà không hết. Thầy nói thật sự. Bất cứ bệnh gì mấy con bền chỉ mấy con tập trong vòng một tháng mà nhiếp tâm được thì sẽ an trú được. Mà chính mình đang bị bệnh thì mình phải cố gắng, mình phải siêng năng, mình tập để cho được, để cho nhiếp tâm cho được. Mà khi nhiếp tâm được rồi thì nó sẽ an trú. Mà nó an trú được thì thân không bệnh. Đó là cái phương pháp của Phật như vậy. Nhiếp tâm an trú được thì mới đuổi bệnh. An trú được thì bệnh đâu còn. Nhớ cố gắng nghe lời thầy dạy. Mà về cứ ôn pháp. Một ngày chúng ta tu tập nếu mà ban ngày chúng ta bằng công việc thì buổi tối và buổi khuya chúng ta dành 30 phút chúng ta tập. Mà suốt một tháng mà tập như vậy nó rất là thuần thục, nó rất là an trú được. Mà an trú được chỉ có 30 phút chứ đâu có cần nhiều. Mà 30 phút thì sẽ đuổi bệnh được. Cố gắng tu tập không? Thì thật ra thầy thương, thầy dạy để rồi tự mình cứu lấy mình. Chứ không thể nào mà thầy tập cho con được. Mà con phải tự cứu lấy con. Bởi vì cũng lớn tuổi rồi, phải ráng cố gắng để cứu mình. Thì khi mình chết, thân mình không có một chút bệnh đau nào cả. Như vậy mới là hạnh phúc, mới là hạnh phúc con. Có bệnh, phải cố gắng tập, đừng có để chảy mãn. Khi đó cái bệnh nó sẽ phát nặng hơn. Hoặc là cái cơ thể già nó sẽ còn có nhiều cái thứ bệnh nó đổ ra nữa. Phải ráng cố gắng con, ráng cố gắng để mà làm chủ được bệnh. Các con nên nhớ rằng cái đặc tướng của các con là đang mấy con đang ở trong cái thân nghiệp của mấy con. Cái tướng đang ở trong thân nghiệp và cái đặc tướng. Cho nên cái ví dụ như mấy con đang bệnh thì mấy con phải thấy rằng cái đặc tướng của mấy con là phải dùng cái phương pháp để đối trị cái thân bệnh của mình. Đó là nó sẽ đúng với cái đặc tướng của mấy con thì mấy con nỗ lực, mấy con sẽ tu tập, nó sẽ kết quả. Còn bây giờ một người mà người ta không có bệnh mà giờ người ta cũng tập để mà cho người ta trị bệnh, để chờ được có bệnh đến, sau này có đến, thì trong khi đó người ta tập như vậy chứ nó không có đúng cái đặc tướng, cho nên nó chểnh mạng. Còn giờ mình đang sắp chữa chết rồi mình không lo mình tu thì còn ai tu cho mình. Cho nên nó là cái đặc tướng nó thúc bách, nó làm cho mình siêng năng, nó làm cho mình phải cố gắng hơn. Cho nên đó là cái đặc tướng, có đặc tướng. Cho nên vì vậy mà các con mạnh khỏe trong người không bệnh đau thì sẽ tu cái khác, cho nó hợp với đặc tướng của mấy con. Còn bây giờ các con đang bị bệnh đau rồi mà mấy con không tu cái pháp để đối trị bệnh, mấy con tu những cái pháp khác thì nó lại không có nhắm vào cái đối tượng đau khổ, đang đau khổ trên thân của mấy con. Mà mấy con tu thì nó không hợp với cái đặc tướng của mình, tức là cái nghiệp lực trên thân của chúng ta, ở trên tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên pháp Phật thì nó nhắm vào cái đặc tướng của mọi người mà nó hướng dẫn để chúng ta năng nổ, chúng ta ráng cố gắng để mà chúng ta vượt qua những cái nghiệp báo đó, những cái khổ đau đó, để mà chúng ta trở thành được sự bình an, sự giải thoát cho chính mình. Trích đoạn thời tiết Phật tử Quảng Bình và Cần Thơ ngày 31 tháng 5 năm 2008. Nội dung: thầy dạy làm chủ bệnh bằng phương pháp nhiếp tâm trong thân hành rồi tác ý đuổi bệnh. Để bây giờ thầy dạy cái con kế tiếp đi làm chủ bệnh. Mọi người ngồi xung quanh đây ai cũng đều có bệnh, không nhẹ thì nào. Và bây giờ không bệnh thì ngày mai sẽ có bệnh. Thì các con nhớ kỹ, thầy sẽ dạy mấy con đẩy lui bệnh, cố gắng nhiếp tâm mấy con. Bây giờ thầy ngồi như thế này, ngồi xếp bàn hoặc ngồi ở trên ghế như thế nào cũng được hết. Bây giờ thì ai cũng có bệnh. Khi mà có bệnh rồi mấy con ngồi xếp bàn như thầy, ngồi thẳng lưng đàng hoàng, để tay như thế này. Các con sẽ mới đầu vô mấy con tập luyện cho nó quen. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, mấy con tắt ý vào đầu. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì mấy con sẽ đưa ra, để trên đầu gối đây. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, thì mấy con sẽ đưa tay vô. Mấy con làm như thầy.
đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, thì mấy con đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, con đưa vô, rồi mấy con cứ để cái đồng hồ cho nó reo 5 phút, cứ làm cái trình đồng hồ reo 5 phút thì mấy con nghỉ, đã nghỉ chừng 5 phút rồi vô sẽ vô tập nữa 5 phút nữa, cứ tập 5 phút đưa ra đưa vô thôi. Sau thời gian tập nó thuần quen rồi thì mấy con tăng dần lên từ 5 phút tăng dần lên 10 phút, 10 phút mấy con tăng dần lên 15 phút, 15 phút rồi mấy con tăng dần lên 3 cho đến 30 phút, 30 phút thì mấy con dừng lại. À, bây giờ đó thì mấy con thấy á, thì mấy con tập đưa ra đưa vô quen rồi. À quen rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ đuổi bệnh này. À bây giờ cái đầu mấy con nhức, hoặc cái chân mấy con nhức thì mấy con sẽ ngồi cũng sẽ bằng vậy được. Thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra, thì con sẽ đưa cánh tay. Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vào thì con đưa vào. Cái thân bệnh, cái đầu nhức này phải theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Không, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà vào con đưa. Rồi tay bên này cũng vậy, cái thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra để đưa. Cái thân không bệnh theo cánh tay mà vào con đưa ra. Rồi tay bên này cũng vậy, mỗi lần vậy phát ý. Bây giờ các con đau nhức cái đầu thì nói cái đầu đau này phải theo cánh tay mà ra. Mà bây giờ nhức cái chân thì mấy con sẽ nói cái chân đau này, cái chân mặt, chân trái mấy con phải nói rõ. Chân mặt này đau nhất cái trận phải theo cánh tay này mà ra. Cái thân mà không đau nhất này thì theo cánh tay mà ra. Không. Mà bây giờ các con bệnh bán thân, mấy con nằm. Các con nằm mà con không có thể mà đưa tay ra vô được, mấy con lấy ngón tay, cái ngón tay co lên co xuống vậy thì mấy con cũng đuổi bệnh được. Không. Mấy con cũng nhắc. À, ngón tay này thẳng ra thì các con sẽ đưa ra, ngón tay này co lại thì con co lại, cứ lệnh vậy. Thì sau khi mà cái thân mà các con bị cái bệnh bán thân mà nằm đó, cái bệnh bán thân này phải theo cánh tay này, theo cái ngón tay này mà đi ra, con duỗi ra. À, mình nằm mình bị gì mình không thể, mình bán thân là còn một cái cánh tay co ra, ngón tay co ra vô được, còn cái tay kia thì mấy con liền và mấy con không có làm cho được hết. Thì do đó thì mấy con có thể là, còn không thì mấy con sẽ nương vào thôi, nó còn thở nhưng mà nó nằm đó nó bất động vì gì nó liệt hết nửa người thì mấy con sẽ nương vào hơi thở, mấy con sẽ tác ý cái thân bất động này theo hơi thở ra mà ra thì con thở ra, cái thân không bệnh này theo hơi thở mà vào thì con hít vô, con cứ vậy theo hơi thở ra vô, mấy con nương vào tác ý đuổi bệnh. Mấy con sẽ tập cho dần quen rồi sau đó thân có bệnh mấy con sẽ dùng cái câu tác ý, bệnh các con sẽ hết liền được không? Còn các con đau quá, mấy con biết sao? Bây giờ nó đau quá, nó dằn dằn, nó đau bụng, nó đau, chịu không nổi, không thể mà nào là yên được hết. Thì mấy con nói, thầy ơi, kêu tên thầy đi, mấy con cứ kêu tên thầy ơi cứu con. Con sẽ cố gắng ôm chặt pháp của thầy, chết bỏ, con nói vậy đi, kêu thầy rồi kêu thầy cứu con. Thì lúc bây giờ mấy con cố gắng, mấy con giữ tâm bất động thanh đạt. Khi mà nói vậy thì các con các ý, tâm bất động thanh đạt, an lạc vô sự, thì mấy con sẽ giữ bất động thanh thản thì mấy con sẽ tiếp nhận cái từ trường thanh thản là vô sự. Mà khi được cái tâm thanh thản của mấy con có con chút xíu à, nhưng mà tiếp được cái từ trường thanh thản của thầy thì nó sẽ kéo cái sự an lạc của con nó dài ra, thì nó đẩy lui được cái bệnh đau của mấy con ghê gớm mấy con, thì nó giảm xuống đi, nó giảm xuống đi, mấy con thấy cái cơn đau hoàn hoại thì nó giảm xuống, nó còn đau sơ sơ nhẹ. Các con nhớ kỹ để cứu khổ mấy con trong cái lúc mà cấp thời, cấp thời để mà cứu mấy con thoát ra khi nó hoàng hoại quá, nó đau lộn ruột lộn gan mấy con quá, thì mấy con kêu thầy, rồi mấy con cố gắng giữ gìn cho được một giây một phút bất động thanh thản, để cái trạng thái bất động thanh thản của tâm mấy con trong lúc cái nghiệp mà nó hoành hành như vậy, mấy con giữ được như vậy đó thì nó tương ưng với cái từ trường mà thanh thản an lạc của thầy. Khi tương ưng được á thì cái từ trường của thầy nó hỗ trợ cho cái từ trường thanh thản của con, nó sẽ kéo dài ra, nó mạnh hơn, cho nên cái cơn đau mấy con nó chỉ giảm xuống liền. Các con hiểu cái hỗ trợ đó, thầy không cứu được mấy con đâu, nhưng mà mấy con chết đuối thì mấy con đưa tay thầy lôi lên được thì cứu mấy con khỏi chết đuối thôi, chứ còn không cứu luôn mấy con được. Các con hiểu chưa? Thầy trợ giúp cho mấy con ngay lúc mà mấy con sẽ sắp chết đuối, mà bằng cách là mấy con phải đưa tay lên, chứ mấy con chìm xuống nước là thầy không biết cái tay mấy con ở đâu, thầy nói cho thầy lôi lên được.
mấy con nhớ vậy, nó tương ưng là coi như mấy con đưa tay giới lên để mà bắt gặp cái trạng thái của thầy, thì từ đó hai cái nó tương ưng đó thì nó hỗ trợ cho mấy con mới lôi được lên bờ. Nó hiểu chưa? Mấy con cái túi đó là cái thức để hỗ trợ giúp mấy con thôi trong cấp thời. Chứ còn Đức Phật đã nói các con từ thấp bước mà đi, thầy không thể mà tu các con được, không thể giúp các con trọn vẹn được, mà chỉ cấp thời thì giúp các con vượt qua cái nghiệp của mấy con đó, vượt qua cái nghiệp đau khổ của mấy con đang quá ngặt nghèo, giúp mấy con vượt qua cái khổ đó, để rồi từ đó mấy con sẽ được nỗ lực tu tập kế tiếp nữa, chứ còn không thể cứu các con được. Các con phải hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà thầy đã nói thẳng với thật để mà tự giúp cho các con có cái duyên về thăm thầy. Nó không phải dễ đâu, bởi vì càng lúc mà thầy đã nhận chúng mà vào đây mà tu tập để làm chủ sự sống chết á, thì thầy không tiếp khác ở đây. Bởi vì tiếp như vậy sẽ làm đặng chúng. Các con hiểu không? Cho nên thầy sẽ không tiếp ở đây. Thầy có tiếp thì ở ngoài kia có một cái giảng đường, hoặc là ở trong tu viện có một cái giảng đường thì mới tiếp. Nhưng mà lần lượt thầy cũng khuyên của Úc nên đưa cái giảng đường ra ở ngoài cái khu vực ở ngoài ruộng mà cô đang cất đó, đang xây cái hồ nước đó, mấy con cái chỗ đó, để khi đó thầy có thể thì ra đó để giảng giải pháp. Chứ khi mà vô tu viện thì mấy con sẽ đi thì quý thầy tu tập sẽ bị đặng, bởi vì thấy cái đám người, cái số người mà đi đâm và sau này tu viện của mình thì Phật tử sẽ đến đông lắm. Sẽ càng có người tu mà chứng được mà làm chủ chừng nghe 5-10 người đó là bao nhiêu người người ta tập trung về tu viện của mình. Thậm chí như thầy nói Tây Mỹ nó cũng qua nữa, chứ đừng nói Việt Nam mình không. Bởi vì ai cũng sợ trên cái sự sinh già bệnh chết hết. Mà ở đây người ta tu, người ta làm chủ những cái sinh già bệnh chết. Cho nên do đó thì làm sao mà có người người ta không lo cái điều đó. Ai ở trên thế giới này người ta cũng sợ hết những bốn cái đau khổ này. Nhưng mà từ lâu tới giờ người ta chưa có tìm ra được cái phương pháp làm chủ nó. Mà ở đây người ta làm chủ được như vậy thì ở đâu lại không đến. Chừng đó mà muốn gặp thầy đâu phải dễ. Mấy lúc bây giờ mà quý thầy mà tu chứng rồi thì có cái nhiệm vụ là sẽ tiếp Phật tử rồi. Chứ còn thầy mà tiếp nữa chắc là thầy đi mau, chứ không xứng được. Thầy chỉ bây giờ còn có cái là ngồi lại soạn thảo viết những cái bộ sách đạo đức cho nó xong rồi. Sau khi có người tu chứng là thầy ra đi, để lại cho mấy con phải thay thầy làm cái công việc hướng dẫn những người mà tu tập những đạo đức trên mọi người, người ta sống đúng cái đạo đức nhân bản như vậy. Chứ còn thầy thì thấy cái duyên thầy cũng sắp sửa đi rồi đó.